đồ không em? Nó biết sao nhìn thấy nó khô khan gì ta? Thôi coi. No, get something cool, bro. Not watermelon. Watermelon juice. Nah, get like a mango. No, please. Why watermelon? Like get like mango or something. Why? I don't know. Watermelon is just like watermelon. It's just like water. What is it? Okay, get whatever you want. Mango. Cái này là thử cái ngon đi. Ok. Thôi thử cái ngon đi. Ta thấy lúc đó anh cứ tưởng là nó phải xay đồ trước mặt mình đó. Nó mango. Có 20 đồng chưa đủ hả? 25 đồng. Ừ. Đó thì nó ghi rõ ràng là 25 đồng. It is fresh. It is real. Mm. Em muốn gì? Nước mía không? Có nước mía ở kêu đi. Kêu đi. Kêu đi. Turn left, turn left, turn left. Log here. Đưa kêu đi. Từ thì uống chơi mà khác gì. Ok đi. Đi, đi lên núi nhìn cây. Oh, you want this? Not this? You always have this, right? Ừ, kêu đi em. Oh, no, don't get it. Oh, my hair, bro. Oh, foot massage. Bóp chân. Cá bự bà cá tường tới đây nè, phải không? Bóp chân nè. Mà lên bóp chân đi. Oh, nó mở cửa 24 luôn. Ồ nè, đúng rồi nè, cái con đường này nè, bắt đầu từ đây nè mâm. Nó bán nguyên cái dãy đường này nè. Ừ. Ừ, bây giờ bên đây đó. Chắc lại coi mấy cái này nè. Ừ. Coi bữa bà có để lại gì không? Bên đây cũng có nè mà. Nguyên một con đường luôn. Ồ, được. Ồ, nhưng mà đặc biệt chỗ này là phải trả giá nha. Mà mình khoan đã, khi gần về mình mới mua, chứ bây giờ mình mua mình xách mệt lắm. Khoan. Cứ mình cứ để coi mà khoan lấy, để tí nữa trên đường về rồi mình mới lấy. Nhưng mà hỏi coi bà bán bao nhiêu. Cái kia chỉ nó có 300 mấy. 400 chạy giá nửa giá là được. Thấy rồi, chờ giọt đâu rồi.
À, sân bác Aso. Ồ, có nghĩa là bây giờ ở đây nó có hai hướng nữa. Hướng này hoặc là hướng này. Mới thay rồi nó dọc đâu rồi. hai cái 160. Ở bên đây mấy cái hàng hiệu quá trời đây nè. $50 but $8, you know. Ok, thay thứ cái nào? Nhưng mà trả giá nó xuống. Thầy phải nói trả giá nó xuống còn 30 thôi. 40? They said for 50, so I said 40. Mình nói tiếng Việt, mình nói 30 thôi. Nhưng mà thay cái bữa giờ mua mấy nón dục không à? Và bữa mua xong cái đám bắt ép mà phải đeo. Cái giờ muốn nào? Ừ. Trời, cái này là hàng giả mà. Dĩ nhiên là đây phải hàng giả rồi. Đi. Ở đi thẳng lên xong mình đi thẳng được chứ mình băng qua cái đồng gọt ngọn đường này nữa. Cô giả. Ồ, nè vô bên này vui nè, bên này vui nè. Cứ coi nha, ví dụ mà mình thích á, mình cũng đừng có khoan, đừng có nói là mình thích quá. Ủa mà bà này cũng không để quan tâm mình luôn. Cái gì em? Đấy, kéo vô đây. Trời. Hả? Thì muốn mua mấy cái này nè phải không?